Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 hả? 30 tháng 12 năm 2001. Như thường lệ tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, sáng chủ nhật chúng ta đang học bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay mình học phẩm thứ 13, 14 chứ hả? Học phẩm thứ 14, phẩm điểu dụ. Mà kỳ này là kỳ 56. Phẩm thứ 14, kỳ 56. Học về cái phẩm điểu dụ. Tài liệu có rồi đó, các vị đọc và để ý xem. Tôi xin nhắc cái này là cái trọng tâm nè, là coi như là từ hôm mình học tới bữa nay là kỳ 50 56 ha, là coi như luôn luôn phẩm nào Phật cũng lặp đi lặp lại và nhấn mạnh về cái điểm Phật tánh là thường trụ. Pháp thân Phật là thường trụ, Phật tánh là thường trụ, Niết Bàn là thường trụ, Phật Pháp Tăng là thường trụ. Phải thấy cho được cái tánh thường trụ đó. Còn dài dài phẩm điểu dụ, rồi phẩm nguyệt dụ, rồi phẩm anh như hạnh vân vân, là cũng xoáy sâu nhấn mạnh về người Phật tử phải thấy cho được cái tánh thường trụ của Phật, của Pháp thân Phật, của Như Lai tánh. Như Lai tánh tức là Phật tánh đấy. Nắm được cái đó rồi á, hiểu được chính chắn cái đó rồi á, thì các vị sẽ thấy rằng là cái chuyện mà mình gọi là mình tu hành đó mà, sự thật không có phải tu hành gì hết đó, mà là cái ngày mà mình thành Phật đó, ta gọi là liễu nhân Phật tánh. Cái ngày mà mình thành Phật đó, tức là mình làm cho nó hiển lộ cái Phật tánh vốn có của mình mà thôi. Do vậy cho nên là nó khỏi có cái mà la gian sinh là lễ bái là lại lục là cầu nguyện là hít hà là xin xỏ các cái ông nào bên ngoài ta hết đó. Mà là tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đẳng giác Bồ Tát, thậm chí vô thượng Bồ Đề đều là ta khơi dậy, ta gột rửa những cái gì bụi bặm phiền não vô minh để nó hiển lộ cái của ta. Tùy theo ta gột rửa cỡ nào, ta kỳ cọ cỡ nào, ta quá giải cỡ nào mà nó hiển lộ ra quả vị Tu Đà Hoàng, quả vị Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, thập địa Bồ Tát cho tới vô thượng Bồ Đề, là đều là chúng ta
do cái công phu là kỳ cọ chùi rửa mài dũa tẩy bỏ những cái vô minh, cái phiền não, cái dục vọng tầm thường, rồi nó hiển lộ của ta. Vì cái Phật tánh đó là cái thường trụ của ta, cái vốn có của ta, nên để cái đó mà học cho kỹ rồi thì mình tu nó rất là dễ mà nó rất là khỏe. Cho nên là mình tu hành đó, nó gọi là duyên nhân Phật tánh. Còn cái Phật tánh của mình học đây nè, Như Lai tánh nè, Phật tánh nè, là cái tính nhân Phật tánh là mình vốn có rồi. Còn tu hành là cái duyên nhân Phật tánh, là cái công lao mà giống như là mình nấu lọc vàng, quặng vàng vậy. Giống như là mình kỳ cọ những cái gì mà nó bám vào cái lượng vàng ha. Phân đất dơ dái, bụi bặm, tro trấu, hoặc là xi măng vôi hồ rồi nó bám vào cái thỏi vàng của mình, cái khối vàng của mình. Thế thì bây giờ mình phải đập nó ra. Cái nào nặng quá đập búa lớn, cái nào nhỏ thì là bực cọ lấy, cái nào thì lấy cây mà soi mà xỉa, cái nào nhẹ nữa là lấy bàn chà mà chà ha. Rồi thì là còn là cái nào nó lộn nhiều quá thì bỏ vô là nấu để lọc. Thế thì dựa vào cái công nấu lọc đó mà lọc ra cái vàng y giống có. Cho nên cái việc tu hành của mình nó ta gọi là duyên nhân, tức là tạo cái điều kiện để cho tánh của mình hiển lộ. Vì vậy mà gọi là tu, chứ kỳ thật ra là mình làm cho nó hiển lộ cái Phật tánh muốn có của mình, chứ không có gì. Do vậy cho nên cái người mà biết tu hành không có đặt cái vấn đề công lao này để hồi hướng cho ai, để đòi điều kiện ai, không có. Không có điều kiện gì với ai đó. Không trông chờ mong đợi Bồ Tát Phật thương xót gì hết, không. Cái việc mình làm đó là cái việc mà nấu lọc, cái việc mà kỳ cọ, gột rửa những cái dơ dái của nó bám vào cái hột xoàn, nó bám vô cái thỏi vàng. Vì rửa sạch là cái vàng nó hiển lộ ra, cái hột xoàn nó hiển lộ ra. Cho nên đọc cái kinh này nè, nó độc đáo là ở chỗ đó. Không học kinh này có thể nói là tu suốt đời không ăn thua gì hết, làm công không mà vô ích. Mà kinh này và cái kinh Pháp Hoa đó là cái hệ Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Nhiên, là cái hệ tư tưởng gọi là nhật một hoàng chiếu. Mà trời lặn rồi nghĩa là chiếu bóng lên cao, những ngọn núi cao, những cây cao thì mới còn có tiếp thu được cái ánh sáng mặt trời. Chứ những cái cây cỏ là đà, dưới thấp là không còn ánh sáng, không tiếp thu được đâu. Do vậy cho nên là cái hệ tư tưởng đại thừa này nè là nhất một hoàng chiếu, cái giáo lý đó rất là cao. Vì vậy mà mình học mình phải cảnh giác lưu tâm về cái chỗ sâu sắc đó. Điểu dụ là chỉ điểu là con chim, lấy hai cái thứ chim mà làm cái thí dụ, chim quan ương và chim ca lăng đề. Hai cái thứ chim này thì nó giống như trong văn chương Việt Nam á, văn chương của Tàu thì ta gọi là nguyện tại thiên di tỷ dực điểu, mà nguyện tại địa vi liên lý chi. Thi hào Nguyễn Du nói rằng là dịch là trong khi tấp cấm liền cầm mà lòng rẽ rúng đã sẵn dành một bên. Cái loại chim quan ương và chim ca lăng đề này là nó luôn luôn nó khăng khít với nhau, nó gắn bó với nhau. Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh, còn ở dưới đất thì nguyện làm cái cây liền thớ. Cây liền thớ giống như cái đa, cây bồ đề đó. Rễ nó thòng lanh chăng để chết vậy nè, mà nó thòng dày rồi để rồi từ từ nó dính nhau nó thành cái cây. Đó là nguyện tại địa di liên lý chi, người ta yêu nhau ghê gớm vậy đó. Nguyện nếu mà tụi mình làm chim á là một cái mình mà cánh ha, là cánh thì hai cánh mà có một cái thân mình yêu á, yêu khắc hức á. Còn cái nguyện mà nếu mà tụi mình làm là thịt vật đó mà làm cái cây liền thớ giống như cái đa cái bồ đề đó,
rễ nó dính về cái từ từ nó liền luôn vô thành một cây. Kêu vậy đó, tới chừng ly dị thì lo tiền cho tòa án làm nó nhanh, chậm khổ quá. Tại là hai cái thứ chim, mượn hai thứ chim đó để làm thí dụ. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: này Ca Diếp, có hai giống chim có cá tính độc đáo riêng của chúng, một tên là Ca Lân Đề, một tên là Oan Ương. Hai giống chim này lúc bay lúc ở đều cùng chung, chẳng xa rời nhau. Các pháp khổ vô thường vô ngã, bất tịnh không vân vân, cũng chẳng rời nhau như vậy. Đây, cho nên mình nhận thức được cái chân lý thường thì đồng thời mình cũng nhận thức được cái chân lý ngã ha. Mà nhận được cái chân lý ngã thì cũng nhận được chân lý thường. Vì ngã cho nên thường, do thường mà thành ra có, nó có ngã. Mà đã có thường có ngã thì không có bị khổ chứ gì, là sung sướng chứ gì, là ăn vui chứ gì. Thế thì đã có thường có ngã thì có lạc. Mà thường lạc ngã thì không có đau khổ, không có bất bản bất bình. Thế là khinh an, là thanh tịnh, là tịnh, là vui vẻ. Thế thì hễ nhận thức được một chân lý thì đồng thời hiểu được bốn chân lý. Đó. Nên là nhận thức được Phật tính là ngã ha, Như Lai tính là ngã, thì đồng thời cũng hiểu được rằng Như Lai tính là thường, mà là thường là lạc là tịnh, thường lạc ngã tịnh, bốn tên mà kỳ thật là một cái chất dinh dưỡng của nó là thường. Giống như nhiều thứ lao đậu ha, cây trái của thực vật mà ăn vô, cùng một chất duy nhất là dinh dưỡng cho con người là duy nhất, chất dinh dưỡng là duy nhất để cho con người sống. Nhưng mà còn nếu mà nhìn về mặt sai biệt á, thì đây là đậu bắp, đây là khoai tây, đây là đậu ve, đây là cà rốt, đây là xà lách son, đây là dưa leo, đây là rau húng, đây là trái xoài, trái mít, trái dưa, trái ổi, vân vân, nhiều thứ lắm. Nhưng mà cái chất dinh dưỡng đây con người sống là một thứ, gọi đó là chất dinh dưỡng. Đấy. Cho nên là nhiều tên lắm, bốn tên thường là ngã tịnh, nhưng mà thực chất của nó là thường. Vì thường cho nên nó là ngã, mà vì thường ngã cho nên nó là lạc, nó là tịnh. Giống như chim Ca Lăng Đề và chim Hoa Ương vậy, nghĩa là không lúc nào rời nhau. Ngược lại, học bán tự giáo thấy được chân lý vô thường thì đồng thời cũng thấy chân lý vô ngã. Mà nhận thức được chân lý là vô ngã thì đồng thời cũng hiểu được vô thường. Mà hiểu được vô ngã vô thường thì cũng hiểu được khổ không và bất tịnh, giống như chim Ca Lăng Đề và chim Quan Ương vậy đó. Cho nên học cái này nè, nó hay là nó hay cái chỗ đó đó. Cho nên học đạo Phật là học lý luận rất là vững chãi, chứ không phải học rồi lơ mơ sao cũng làm thì chùa được, không phải. Thì chùa mà lợi ích cho bản thân mình, cho chúng sinh á, là phải học. Cũng giống như ở ngoài ta muốn làm một cái ông gì lớn mà lợi ích cho bản thân, cho xã hội, cho gia đình đó, là cũng phải nỗ lực mà cần cù siêng năng à. Học thì phải tới nơi tới chốn, nghề thì phải nhất nghệ tinh, nhất thần nhiên. Thì cái nghề tu cũng vậy, cũng phải học. Học kỹ thì mới thấy được cái chân lý mà tu hành. Vì vậy mà hồi xưa Đức Phật đi thuyết pháp tới đâu là suốt rồi ăn xong rồi thầy trò rồi thuyết pháp rồi tu học, đó là vậy đó chứ. Các đệ tử Phật hồi xưa khất thực xong rồi thì Phật thuyết pháp cho nghe, rồi thì nghe xong rồi ứng dụng cái đó thì bằng cái cách là thiền hành, thiền tọa, thiền ngoạ. Do vậy mà có giải thoát, có niết bàn. Ca Diếp Bồ Tát xưa
Bạch Thế Tôn, các pháp khổ vô thường vô ngã và không chẳng rời nhau như chim quang ương, chim ca lăng đề là thế nào? Phật bảo này Thiện Nam Tử nhìn về mặt sai biệt thì pháp khổ khác, pháp lạc khác, pháp thường khác, pháp vô thường khác, đại để là mình nói vậy đó. Ví như lúa đậu khác với mè bắp khác với cải xú khoai tây, các thứ ấy từ mầm mọng của nó cho đến lúc trổ lá lên cây thành củ sinh quả, có hạt đều khác nhau, không có cái tánh đồng nhất. Tức là nhìn về mặt sai biệt của dạng pháp thì mỗi một thứ thực vật qua màu ha đều có tên, có hình dáng, có màu sắc khác nhau. Đó là nhìn bên mặt sai biệt. Nhưng mà nhìn bên mặt đồng nữa nè, nãy là mặt gì à, bây giờ nhìn mặt đồng nữa nè. Khi mà củ và quả hay là bông hạt già chín đến cái thời kỳ thu hoạch, người thọ dụng được thọ dụng một tấn đồng nhất là cái tấn dinh dưỡng thì không sai khác. Đây, cho nên tập nhìn giảng pháp, một là nhìn bên tánh sai biệt thì là mọi sự mọi vật có tên tuổi dáng vẻ khác nhau. Nhìn bên tánh bình đẳng thì nó một thứ. Nhìn bên tánh bình đẳng tức là nhìn bên cái khối vàng, một cục vàng to là một thứ vàng. Mà nhìn bên mặt sai biệt thì có dây chuyền cà rá qua tay sa tăng là vàng vòng nút áo vân vân, đủ thứ tên, dây đồng hồ rồi ta bịch trong cái ly cái tóc vân vân. Thế thì ta nhìn vàng mà ta nhìn bên mặt sai biệt thì vô số nhiều thứ tên, nhiều thứ dáng vẻ khác nhau. Nhìn bên mặt bình đẳng thì vàng là một khối. Đó, ta tầm nhìn vậy đó. Rồi nhìn bên mặt dị ha, chữ dị cũng tức là chữ sai biệt đó. Rồi nhìn bên mặt đồng, đồng dị bình đẳng sai biệt, ta nhìn hai mặt. Tức là nhìn bên bản thể, bên hiện hiện tượng cũng vậy. Cho nên mình tập nhìn, mà tập nhìn như vậy, tư duy quán chiếu như vậy, tức là mình tu tập tâm ma bát đề và thiền na đấy, tu tập chỉ và quán và thiền na. Cũng vậy, nhìn bên hiện tượng tục đế qua nhục nhãn, người phàm phu thấy khổ vô thường vô ngã bất tịnh sai khác nhau. Đứng bên bản thể chân đế sử dụng tuệ nhãn mà quan sát thì chỉ có một tánh đồng nhất, đó là tánh thường. Thường là tánh chân thực, là thực tánh của Như Lai. Mà thấy được thường tức là đồng thời cũng thấy được ngã, mà thấy được thường ngã tức là thấy được tịnh, là thấy được lạc. Cho nên ở đây người ta lược bớt là mình đọc rồi mình phải tư duy vậy đó. Tôi nói ví dụ đại chúng để ý đó. Tôi nói ví dụ cho cỡ như tôi vậy là tôi sự thật tôi thấy cái tánh thường này tôi thấy rất vô cùng rõ. Mà nếu mà tôi nhận thức, tôi tư duy mà tôi quán chiếu mà thấu triệt được cái chân lý thường rồi là được cái lợi gì? Tôi xin thưa các vị đợi được một cái lợi vô cùng lớn. Tôi nói ví dụ như nếu mà các vị mà chưa nhận thức được cái tánh thường của sự vật hiện tượng đó, là mỗi một lần thầy mình chết đó, tổn thất lớn lao. Thầy tôi công lao lớn lao vô cùng, tài năng như vậy mà giờ thầy tôi chết rồi, giờ làm sao tôi gặp được thầy tôi? Gặp được thầy mày thì phải xác cái nốt thuốc, cái chén thuốc thứ hai mày uống đi. Dục kiến phụ thân ẩm thị gì không? Chứ còn mà ta học được cái chân lý này rồi là thầy chết không có nhầm hết. Tại thì 80 tuổi là thầy phải chết thôi à. Còn 80 tuổi
cũng chưa chắc con được 80 tuổi. Mà thầy 80 tuổi thầy chết là chuyện quá tốt. Mà nói thầy hơn 80 tuổi thầy chết là cũng cứ cười khá khá vậy thôi. Vậy là thầy chết, vậy là thầy sướng rồi, thầy tròn nhiệm vụ rồi, không có gì tổn thất, không có gì mất mát lớn lao, không có gì ghê gớm. Còn nói rằng là công an giáo dục này kia mà đọc văn điếu dài dài hả, dỗm đồ bỏ. À, thầy làm công lao cỡ nào cũng không được đọc, không cần đọc. Phàm phu chúng sanh ngu si nó đọc thì chuyện đó không có rầy. Chứ còn cái bọn đệ tử của tao có trí tuệ, tao dạy rồi, nó với mấy mươi năm mà tụi mày đem đọc kể lấy công lao của tao là sao? Đây nè, tụi mày hay lắm mà nghe. Tu Bồ Đề hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, Vân Hà ưng trụ, Vân Hà hàng phục kỳ tâm. Là một Bồ Tát đệ tử Phật, chúng con phải hàng phục cái tâm của chúng con như thế nào? Chúng con phải trụ cái tâm của như thế nào đây? Phật nói: Các ông Bồ Tát mà muốn hàng phục cái tâm mình, sở hữu chúng sanh chi loại, nhược nhãn sanh, nhược thai sanh, nhược thấp sanh, nhược quá sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược phi hữu tưởng, nhược phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô như niết bàn, như diệt độ chi, như thị diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Phàm có chúng sanh 12 loại, 12 loại đó bên ngoài: thai sanh, nhãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng. Một Bồ Tát đều phải tìm cách giáo dục diệt độ để cho nó thanh tịnh hoàn toàn, đưa nó vào cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn, an ổn hoàn toàn, cái chỗ đó gọi là vô dư niết bàn. Đừng để cho nó còn chấp mắt, nó dướng díu cái vấn đề thị phi nhân ngã, giống này giống kia, chủng loại nọ ha, mà phải thấy nó một tấm bình đẳng, đưa nó vào cái chỗ niết bàn thanh tịnh hoàn toàn. Độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh như vậy mà đừng bao giờ thấy có một chúng sanh nào mình độ. Bồ Tát nên hàng phục cái tâm mình như thế. Đó là nói chúng sanh bên ngoài nhé, 12 loại nhé. Còn ông nên biết rằng là cái tâm của ông cũng có đủ 12 loại chúng sanh như vậy. Có lúc ông sống bằng cái tâm địa ngục, có lúc ông sống bằng cái tâm ngạ quỷ, có lúc ông sống bằng cái tâm súc sanh, có lúc ông sống bằng cái tâm người, A-tu-la, trời, có lúc ông sống bằng cái tâm A-tu-đà-hoàng, Tứ-đà-hàm, A-na-hàm, A-la, có lúc ông phát cái tâm Bồ Đề của Bồ Tát, và có những giờ phút ngắn ngủi ông có thể sống bằng tâm Phật của ông nữa cơ. Thế là tất cả cái tâm đó ông cũng đều đưa nó vào cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối vô dư niết bàn. Mà ông làm được cái việc đó, ông đừng kể lễ công lao là ông phải là cầu nguyện với ai, phải báo cáo với ai, đừng. Nghĩa là việc đó đưa nó vào nước bàn vô lượng vô số, cái tâm niệm vậy, qua giải nó, ha, triệt tiêu nó. Mà đừng thấy rằng ông là cái người đáng ghi công lao để đòi hỏi đền ơn đáp nghĩa gì hết. Vì ông làm cái chuyện đó là chẳng qua là ông tự hóa giải cái phiền não vô minh của ông, để cho ông được cái tự tánh niết bàn của ông hiển lộ ra, chứ nó có ở đâu nữa đâu mà đòi hỏi gian sinh cầu nguyện để ai ban cho. Do vậy cho nên cái quá trình mà diệt độ vô lượng vô số chúng sanh đó đừng có kể lễ công lao đó. Cho nên học đạo là vậy đó. Thành ra là hiểu được cái chân lý là thường này rồi á, là không có cái vụ sợ sệt. À, niết bàn và sinh tử, niết bàn sinh tử đẳng không qua, tùy thuận chúng sanh vô quá ngại sự sống chết rất bình thường. Chết không có mất mát gì hết, sinh cũng chẳng có cái gì đáng gọi là thêm, gọi là mừng, mà chết cũng không có gọi là mất. À, bản thể sinh ra hiện tượng rồi thì hiện tượng nó quy về bản thể, không hề có mất. Thấy được cái chân lý đó rồi thì sự sinh tử này rất bình thường, không có chuyện gì. Đấy, cái chỗ học đạo là học vậy đó. Cho nên là các vị thấy được cái tính chất thường này rồi là các vị huấn luyện các vị không hề có sợ, không hề có sợ mất mát cái gì hết, không hề có sợ chết chóc gì hết.
Do vậy mà mỗi ngày mình có nhẹ nhàng ra, mình sung sướng ra, mình an lành ra, cho nên thấy được cái tánh thường đó. À, tánh thường đó thì thí dụ biết bao nhiêu lần rồi nè, lớp quẹt nè, đâu mất gì đâu, không hề có mất, đủ điều kiện sanh ta lại, khác sanh diệt, diệt sanh, sự diệt sanh sinh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Ngũ uẩn phù hư không cứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Cho nên là nó lợi dữ lắm, thấy chưa được cái tánh thường, mà thấy được thường tức là thấy được lạc, được ngã, được bệnh. Ca Diếp Bồ Tát hỏi bậc Thế Tôn, tánh chất đồng nhất là tánh dinh dưỡng của trái của hạt, được ví như tánh thường, vậy tánh thường đó có đồng với Như Lai chăng? Phật dạy Thiện Nam Tử, ông không nên dính mắc vào tỷ dụ. Tất cả các pháp trừ Phật tánh và Niết Bàn không có một cái tánh nào thường hết. Cho nên cái tánh thường á, mà Phật mượn cái ví dụ này, ví dụ khác mà nói, là nên nhớ rằng là mượn ví dụ để mà nói. Chứ có những cái ví dụ không đủ sức để làm dụ, nhưng mà mượn để mà dụ. Ví dụ như cái người đó đẹp lắm, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đơn trang, mây thua nước tóc và tuyết nhường màu da. Để tả cái nàng thí dân, cái mặt đó nó như trăng rằm vậy đó. Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang, nhưng mà nếu như thật sự mà mặt của thí dân mà nó tròn ổng như vậy đó, trời ơi, làm sao mà nhìn được mà gọi là đẹp. Mà nếu mà Phật nói có xoan thì ai biết có xoan nào, xoan có trái nó ống nhất nhỏ xíu dài nhằn, rồi có trái cái xoan nó hơi cái phồng ra vậy, biết có xoan nào hả? Cho nên là dùng nó đẹp như mặt cái xoan cũng không phải là đủ sức ví dụ đâu. Nói cái mặt đẹp như là khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang cũng không đủ sức ví dụ đâu. Nhưng mà ta mượn cái ví dụ để làm dụ, chứ đừng có dính vào cái ví dụ. Cho nên cái thường của Như Lai dạy, mà ông hỏi rằng cái núi nó thường, nó cứ ngắt như vậy là không ai động tới được nó, vậy là nó thường ư? Đâu có phải. Nó đúng tới một phần nào, nhưng mà ngày nào đó động đất thì cái núi đó nó sụp xuống dưới đáy biển, và cái chỗ hòn núi đó nó thành biển thì làm sao nói được. Có những cái thành phố mà hiện giờ bị chôn thì lùi ở dưới là 20-30 thước đất. Thế thì chắc đẹp cao như là những cái tòa lâu đài bê tông cốt sắt vậy, cứng chắc vậy ư? Không có. Bây giờ nó ở dưới lòng đất đó. Cho nên là tất cả đều là mượn, chứ đừng có chấp mắt. Thì nó Như Lai là vô số phương tiện, phải học cho kỹ mới biết được Như Lai. Bằng không là mình nhớ mắt vào ngôn ngữ văn tự thì mình không giải quyết được vấn đề. Cho nên là tất cả các pháp trừ Phật tánh và Niết Bàn. Và sự thật, Phật tánh và Niết Bàn không làm sao mà mất cái tánh thường của nó được. Tôi nói về là nước sông Như Lộc nè, kinh Như Lộc nè, coi nó dơ như vậy, nhưng mà cái tánh nước trong và nước sạch ở trong đó không bao giờ mất. Miễn còn gọi nó là nước thì nó dơ cỡ nào, nó hôi cỡ nào, nó đục cỡ nào, cái chất nước trong và nước sạch nó ở trong đó, còn trong đó, thường đó. Do vậy cho nên nếu mà nó chảy ra sông lớn, rồi nó đầm quá với nước của sông lớn, rồi từ từ những cái ô tọc của cái nước sông Như Lộc này nè, tự nó lắng động xuống, nó trả lại cái tính chất trong trong sạch của nước sạch. Vì vậy mà trên thế giới này cũng vậy, nước nào cũng vậy, nó thải xuống biết bao nhiêu cái chất độc, nhưng mà nhờ nó quá giải,
tự nó thanh lọc, tự nó cân bằng sanh thái ha, bằng cái cách với là của nhân duyên của nó, thiên nhiên của nó. Rồi thì cái nước dơ về chảy ra sông Sài Gòn chứ gì, sông Sài Gòn thì tự nó hòa tan nhau, nó hóa giải nhau, lần lần cái nước nó dơ nó mất. Nếu đừng thải thêm, đừng đổ ập dầu mãi ha, thì cái đó nó tự nó mất. Cho nên cái tánh nước của kinh Như Lộc tuy dơ như vậy mà nước sạch nước trong trong đó vẫn không mất thường. Học cái đó để chi? Để học rằng chúng ta hàng ngày nè, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy lấy bỏ tham sân si mạng nghi vân vân đủ thứ, nhưng mà Phật tánh của chúng ta không bao giờ gián đoạn ở trong ta. Do vậy cho nên lúc nào mà ta bực bội, ta đau khổ, ta phiền muộn đó là nên nhớ rằng ta đang bị vô minh che lấp. Giống như lúc nào chúng ta thấy không còn thấy được mặt trời nữa, không còn thấy mây xanh nữa, mà gầm gừ rồi chuyển mưa rồi sấm chớp, lúc đó là tại vì là trời có áp thấp nhiệt đới, sắp có bão tố đấy, chứ không phải trời là vậy đâu. Mà trời là luôn luôn là trời trong ha, và sáng. Thế thì lúc nào mà mình bị vô minh phiền não nó làm mình đau khổ đó, không phải là mình là vậy đâu nha. Cái Phật tính minh tịnh của mình, nó cái tính thường của mình không phải vậy nha. Để mình nhớ được vậy rồi thì mình đừng có đau khổ, mình tự hóa giải đi. Cái đó không phải là cái của mình. Học mà được cái tính thường là ngã tịnh là mình có cái lợi đó. Trong kinh có câu: thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn lý vô dân là vạn lý thiên ha. Trời thật sự là không có mây, mà lúc nào có mây làm cho không thấy mặt trời, lúc đó không phải là trời thật sự. Đây cái phẩm sao đó ta học cái phẩm nguyệt vụ là ta sẽ học tới cái đó. Phẩm nguyệt vụ trăng không có lặn, trăng không có lặn, tại mình nhìn bằng cái nhục nhãn với cái hiểu biết nông cạn của người thường tình, mà không có tư duy, không có quán chiếu, không có nhận thức được cái sự thật của hiện tượng vũ trụ, rồi mình nói là trăng lặn ha. Rồi đó, như là tán đàn với các hiếu đấy, trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Ê, là tán đàn thì làm thơ vậy nghe cũng hay đấy, chứ kỳ thật trăng làm gì có trăng già, làm gì có trăng non, không hề có trăng lưỡi gà, trăng lưỡi liềm, rồi trăng non, rồi trăng già, không có. Mà trăng là vĩnh cửu, vậy mà nhà thơ nói trăng bao nhiêu tuổi trăng được gọi là già, còn núi cả ngàn năm hả bao nhiêu tuổi mà vẫn cứ gọi là núi, núi non. Còn trăng có 15 ngày là thấy trăng tròn gọi là trăng già. Chẳng phải là phàm phu nhận thức cạn cỡ của những cái nhà bằng cái bằng ngâm thông vịnh nguyệt hả, nghĩa là ngâm vịnh về trăng, về sao, về gió vậy thôi, chứ có trúng gì đâu. Vậy mà nghe ghê lắm. Mấy lời hẹn nước thề non, mà nước đi đi mãi mà non còn đứng trong hả, cái nước là non có trong cái con khỉ mốc gì. Cho nên Đức Phật dạy thiện nam tử, ông không nên dính mắc vào tỷ dụ. Tất cả các pháp trừ Phật tánh và Niết Bàn, không có một pháp nào thường hết. Dù có vật cứng chắc như là núi tu di cũng không thể sánh dụ với Như Lai. Bởi lẽ khi kiếp hoại núi tu di sụp đổ, Như Lai rồi cũng bị sụp đổ hư hoại hay sao? Cái tánh đồng nhất ví cho tánh thường, đó là mượn cái tỷ dụ chứa đựng, mượn cái tỷ dụ chưa đủ sức tỷ dụ để làm dụ người trí. Ông nên nương tỷ dụ mà hiểu, đừng để bị kẹt vào tỷ dụ. Này thiện nam tử,
Đức Phật dạy, dù tu học tất cả khế kinh, tu hết các môn thiền định tam muội mà chưa nghe kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn thì đều nói tất cả là vô thường. Cho nên nếu mà chúng ta không học kinh Đại Niết Bàn, chúng ta học tất cả kinh khác đều là học bán tự giáo. Bán tự giáo là cái pháp mà dạy cho hàng thanh văn tu đã thành a la hán quả. Thế là các học các vị đều nói tất cả đều vô thường hết. Chỉ có học Đại Thừa mới học mãn tự giáo mới phân tích Phật, mới lưu ý, mới dạy dỗ cặn kẽ. Mọi người phải thấy được cái tính chất thường lạc ngã tịnh, chứ không phải vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Cho nên cái phẩm tứ đạo của hôm nay ha, mình đọc lại có hay lắm. Hồi đọc bán tự giáo thì mình đọc là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Mình đọc đúng quá chứ gì. Nếu mà ai mà chấp thường lạc ngã tịnh là điên, là điên đạo. Vô thường mà anh chấp là thường là anh điên đạo. Khổ không có lạc mà anh chấp lạc là anh điên đạo. Vô ngã mà anh chấp ngã là anh điên đạo. Bất tịnh mà anh chấp tịnh là anh điên đạo. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái người bán tự giáo, thí dụ như là cái vui, cái vui mà của những người hút áp hiện mà cho là vui, rồi những cái người mà đi chơi trong rượu chè trác tán, cà phê ôm đèn mò vân vân, gọi là vui. Thế thì cái vui đó mà anh cho là vui là chẳng phải điên đảo là gì? Anh ăn nhậu ở trong ngũ dục lạc mà anh cho là vui à? Thiệt ra có vui đối với anh, nhưng mà cái vui đó là cái vui của cái người mà bị lẻ ghẻ lỡ nứt nẻ ngứa ngáy ghê gớm, buộc lòng phải đốt một cái đống lửa than thật to rồi nằm mình nghiêng mình để nướng, rồi nướng lăn qua lăn lại đâu đã ơi là đã. Thế thì cái đã đó là đã, có đáng gọi là đã không? Tôi hồi nhỏ tôi ở quê mà cái mùa nước ngập á, nước ngập rồi cái nước ngập sân rồi cái rồi trời nắng nó còn động lại cái này, đi chứ không à, ở quê không có được đi đâu. Rồi cái người ta gọi là nước ăn, tức là cái nước ô uế nó ăn ở trong kẽ chân mình á, nó ăn xung quanh cái kẽ chân mình, cái rồi nó ngứa rồi cái rồi lấy cái chiếc đũa bếp á, người ta nấu cơm á, mình lấy chiếc đũa bếp và đũa tre già ha, mình nướng cho nó nóng, mình lăn vô vậy nè, rồi nó đã ơi là đã ha. Mà nếu mà có được chiếc đũa sắt và nước mình lăn nó còn lâu nguội hơn, nó còn đã dữ nữa. Thế thì vậy đó là lạc ư? Là sướng đó ư? Thiệt ra không phải là không sướng với cái người bị bệnh nước ăn cảnh. À nhưng mà cái sướng đó là như sướng của những cái kẻ mà nghèo cùng cực khổ ở trong quê mùa nước động bùn lầy, cho nên là phải làm như vậy để cho nó đã, còn bằng không nó khó chịu lắm. Thế thì so với cái người nghèo cùng cực khổ được nướng cái đũa thôi mà lăn là đã lắm đó, lạc đấy, vui đấy, vừa lòng đấy. Nhưng mà đó là phát xuất từ cái nghèo cùng cực khổ bệnh hoạn. Chứ còn như công nương Yana hay là hoàng tử Sạc hay là các cái vị mà con của thủ tướng, phó thủ tướng, làm gì có cái vụ mà lấy đũa bếp mà nướng mà lăn trong kẻ cẳng. Cho nên là cái lạc của phàm phu cho là lạc, là không phải cái lạc thiệt. Vì vậy cho nên á, không có lạc khổ mà anh cho là lạc. Anh bị nước ăn cẳng mà anh nướng vậy mà anh cho là anh sướng à. Cho nên anh cái vui đó là cái vui điên đảo. Đấy không? Còn như cái nhà mà anh cất thì anh cất cột gỗ chắc là vậy đó, hoặc là anh xây gạch thì anh gọi đó là thường. Anh cho là anh ngon đó hả? Anh ngon với cái gió bão vừa vừa, chứ còn cái thứ bão lớn một chút xíu ha, nó tốc luôn cả cái nhà tôi. Mà nếu như mà đất hầm ếch mà nó xói mòn ở trong sông ha, ở miệt sông Tiền, sông Hậu đều bị hết ha, nó xói mòn vô. Ở thành phố mình đây, ở bên Thanh Đa đây là cách đây mười mấy năm nó làm luôn một cái nhà của các ông linh mục, chết ba bốn ông. Nó xói hầm ếch trong á, nhà đúc bê tông cốt sắt 2-3 tầng đó ha, xuống sông chết chạy ra không kịp. Thế thì cái thường mà anh nhìn cái nhà đúc vậy đó, anh gọi là thường, đó là cái thường điên đạo.
Vì vậy cho nên nếu mà trên phương diện bán tự giáo thì vì lòng là không phải thường chân thật, mà gọi là thường là điên đảo, không phải lạc, không phải vui chân thật, mà gọi là vui, là cái vui điên đảo. Thành ra là khổ của thường do ngã bất tinh, mà anh cho là thường là ngã tịnh, là anh điên đảo. Nhưng mà học mãn tự giáo thì thường mà anh không thấy, lạc thật mà anh không thấy, ngã thật mà anh không thấy, tánh thật mà anh không thấy. Thế là anh lại điên đảo ngược trở lại. Núi người ta không có là dòng đầu đất, mà anh uống rượu sai anh thấy hồ núi dòng đầu dưới đất. Nhà người ta không có trở cảnh lên trời, mà anh uống rượu sai anh thấy cho cái nhà nó nghiêng rượu trở trên trời. Thế là anh điên đảo vì anh uống rượu sai. Cho nên hai cái hệ tư tưởng bán tự giáo khác và mãn tự giáo khác. Phải học kinh Niết Bàn này mới là học mãn tự giáo. Này thiện nam tử, này thiện nam tử, Đức Phật dạy dù tu theo tất cả các kinh mà chưa tu, tu hết các môn thiền định tam muội mà chưa nghe kinh Đại Bát Niết Bàn thì đều nói tất cả đều vô thường. Người nghe kinh này rồi dù có phiền não mà như không có phiền não, sẽ là người lợi ích cho trời cho người, vì hiểu rõ chính mình có Phật tánh và đương nhiên biết rõ rằng mọi người cũng có Phật tánh như vậy. Người có phiền não mà giống như không có phiền não là vì sao vậy? Là vì người ta thấy rõ được cái tánh thường của Phật tánh. Thế thì bây giờ là bất trừ vọng tưởng bất cầu chân hả? À, cái vọng tưởng người ta thấy nó không có, mà Phật tánh mới là thường. Vô minh thật tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Cho nên giàu có phiền não mà như không có phiền não, vì ta biết rằng tất cả phiền não đó nó không có cái thật tánh. Trong đó thật tánh vô minh là Phật tánh. Cho nên học cái kinh này rồi đó thì người ta mới có an lạc. Cho nên những câu này đó, dù có phiền não mà như không có phiền não, sẽ là người lễ cho trời cho người, vì hiểu rõ chính mình có Phật tánh và đương nhiên biết rõ rằng mọi người cũng đều có Phật tánh như vậy. Mấy câu đó là mấy câu phải nắm mà học đó. Học kinh này phải thấy được mình không có, không có lúc nào Phật tánh của mình bị gián đoạn hết. Là nếu như nấu lọc quặng vàng, loại bỏ hết vô minh tạp chất, còn lại cái tánh thường. Vàng ròng bất hoại, tánh thường đó là vàng ròng bất hoại, vàng nó không có bị oxy hóa, nó không bị cháy ngầm. Nó thuộc về kim loại mà nó không bị cháy ngầm, nó không bị xét rỉ. Cho nên mượn cái vàng mà viết cái vàng cũng phải chưa phải là làm thí dụ. Dù sao đi nữa vàng cũng là hữu vi pháp trong vô số cái hữu vi, nhưng mà so với các cái khác thì là vàng nó có cái tánh bền bỉ hơn. Cho nên là mình đều là mượn ví dụ và mình phải hiểu vậy. Vàng ròng là tánh bất hoại. Người tu theo tất cả cái kinh, học tập tất cả thiền định tam muội mà chưa nghe kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn đều nói tất cả pháp vô thường. Khi được nghe kinh Đại Niết Bàn này rồi, tự sẽ biết rằng mình có khả năng tẩy bỏ tạp chất vô thường của quặng mỏ và đủ khả năng tích lũy cái thường, cái tính bất hoại của vàng ròng. Đó là Phật tánh của chính mình. Sau đó mình sẽ làm lễ cho trời cho người từ nơi nhận thức Phật tánh thường vốn có của mình. Cái đó là cái để ý là mình nhận thức được cái tánh bất hoại của vạn vật, mình nhận thức được cái tánh thường của chính mình. Thành ra trong con người mình nó, kinh Lăng Nghiêm thì gọi là thường trú chân tâm đó. Nó ví như là người chủ
nó ở luôn. Cho nên ta thường trú với người chủ của cái khách sạn, của cái nhà, của cái chùa đó, ta ở luôn, ta không có đi đâu hết, ở vĩnh cửu. Còn cái vọng tâm mà mình sống hàng ngày đây á, cái vọng tâm mình sống hàng ngày nó là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy thân sơ tham sân si mạng á, đó là tôi là gọi là vọng tâm, là khách khách trần. Ví như trần nó là khách, nó không phải là chủ, nó không có ở luôn. Ví như trần như là bụi nó bay ào ào lên vậy đó, nó làm giống như là ở Mexico, ở Philippines là núi lửa nó lên thì nó làm vẫn đục màu hư không, nhưng mà rồi nó phải lắng xuống thôi, cho nó không có ở luôn làm đục mãi cái màu hư không được. Cho nên ví nó như trần, tôi gọi là khách trần phiền não. Phiền não là cái loại khách, phiền não là cái loại trần. Trong khi đó mình có một bầu hư không thanh tịnh vĩnh cửu, mình là cái người chủ nhà vĩnh cửu, cái đó là thường trú chân chân tâm, là cái tâm đó nó của mình, nó ở luôn vĩnh cửu với mình. Mình học Phật rồi mình phải thấy được cái đó. Cho nên hàng ngày mình sống đó là vọng tâm hết đấy. Những cái mình bực bội mình sinh ra, thậm chí có người đau khổ cực kỳ đau khổ ha, là do vọng tâm đó, không có quán chiếu, không có tư duy để cho nó tác động, nó hoành hành đó. Chứ thật sự là gọi là độc, gọi là tam độc ha, cái thật tánh không. Trong khi đó mình có một bầu hư không thanh tịnh vĩnh cửu, mình là cái người chủ nhà vĩnh cửu, cái đó là thường trú chân tâm, là cái tâm đó nó của mình, nó ở luôn vĩnh cửu với mình. Mình học Phật rồi mình phải thấy được cái đó. Cho nên hàng ngày mình sống đó là vọng tâm hết đấy. Những cái mình bực bội mình sinh ra, thậm chí có người đau khổ cực kỳ đau khổ ha, là do vọng tâm đó, không có quán chiếu, không có tư duy để cho nó tác động, nó hoành hành đó. Chứ thật sự là gọi là độc, gọi là tam độc ha, cái thực tánh không hề độc, quá giải được hết. Này Điện Nam Tử, ví như nước sông ngòi, lập suối đều chảy về biển, tất cả các kinh, các môn thiền định, tam muội đều quy về kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì kinh này chỉ rõ Phật tánh của mọi người một cách khéo léo, biểu lộ hết bi tâm chí thiết của Như Lai, khiến cho người trí nghe rồi có thể tất nghiệm và tịch nhận được cái Phật tánh của mình. Vì vậy Như Lai nói: pháp thường khác, pháp vô thường khác, pháp ngã khác, khác pháp vô ngã khác, cho đến pháp khổ không cũng như vậy. Đó, kinh này dạy rồi tự mình trắc nghiệm cái Phật tánh của mình. Cho nên học là phải trắc nghiệm, phải tư duy. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Thế Con, theo chỗ Con biết, Như Lai đã lìa hẳn tên độc ưu bi khổ lạc. Cái ưu bi khổ lạc của mình trong kinh ta mượn cái ví dụ ẩn dụ rất là hay ha, gọi đó là cái tên độc đó. Nếu mà hàng ngày mà mình bị cái ưu bi khổ lạc nó tác động mình, nó tức là mình bị cái tên độc. Mình là người thọ thương rồi, mình bị ưu bi khổ não tức là mình là thọ thương. Thọ cái tên độc. Phạm có ưu bi khổ lạc là người, Như Lai thì không phải người. Có ưu bi khổ lạc là trời, Như Lai thì không phải trời. Có ưu bi khổ lạc là 25 cõi,
Như Lai thì không phải 25 cõi hữu lậu. Vậy thì lẽ ra Như Lai không có ưu bi, vì sao lại nói Như Lai có ưu bi? Bởi vì nếu Như Lai mà không có ưu bi thì cần chi phải làm lễ cho chúng sanh hoằng hóa Phật pháp. Cái câu hết sức độc, cái câu hỏi rất là thâm độc. Như Lai mà còn hoằng hóa chúng sanh, còn truyền bá Phật pháp, như vậy là Như Lai là người còn có ưu bi. Bởi vì Như Lai còn thương là Như Lai còn dục vọng. Bởi vì thương là mừng giận thương, sợ yêu ghét. Muốn mà nó còn thương chúng sanh là Như Lai còn dục vọng rồi. Câu hỏi hết sức gì luôn. Như Lai nếu mà không còn ưu bi, tại sao Như Lai nói rằng Như Lai thương tất cả chúng sanh như La Hầu La? Mà thương như La Hầu La có nghĩa là La Hầu La là con của cổ Phật. Vậy thì Ngài còn thương con của Ngài nhiều lắm, cho nên Ngài mới mượn rằng là cái lòng thương đó mà Ngài ví cho tất cả chúng sanh, Ngài thương bình đẳng như La Hầu La. Vậy là Như Lai còn có ưu bi rồi chứ gì. Câu hỏi hết sức đó. Rồi cái ông Từ Thông đệ tử Phật cũng không vừa, cũng không vừa. Đây, ông viết những cái câu động trời này đây. Đây, cái trang 7 nè. Là đệ tử thông minh của Phật phải hiểu cho rõ rằng Như Lai không hề thua ai hết. Trời Phật đó, giống chơi Như Lai chữ vậy đó. Như Lai không hề thua ai hết. Nói như vậy mới là rõ cho Như Lai ra cái vụ hồi nãy đó. Chứ nếu Như Lai mà có thương là Như Lai còn ưu bi khổ não là Như Lai là trời, hoặc là Như Lai là người rồi. Cho nên bây giờ muốn gỡ cái câu hỏi độc địa của ông Ca Diếp ha, thì có cái ông Từ Thông gỡ. Ông Từ Thông nói Như Lai không hề thế đây. Giống như mặt trời, anh nói mặt trời cho tất cả nhân loại mà không cho ai hết. Thấy không? Cho nên Như Lai nói như vậy, Như Lai nói lòng thương Như Lai vậy đó, cái bằng phổ vị thế giới tất tất đàn là nói theo cái để cho người ta dễ nghe dễ hiểu, chứ còn thật sự là Như Lai không hề thương ai hết đó. Nhưng mà thương tất cả, ánh sáng mặt trời không hề cho ai hết mà cho tất cả. Ai muốn sử dụng kiểu gì đó là cái gì đó cũng được hết, nhưng mà không hề cho ai hết. Thế thì cái lòng thương của Như Lai là vậy. Thế thì Như Lai há có ưu bi sao? Đấy, thế thì ông Ca Diếp ông cột Như Lai vô, để ông Từ Thông mở Như Lai ra. Viết mấy câu này phải nói là độc đáo chứ còn không dễ gì dám nhấn như vậy. Cũng như ông Ca Diếp mà ông hỏi như vậy mà ông không sợ Phật rầy, mà không dĩ tin thầy trò, mà chơi Như Lai cách thẳng thừng. Mà Phật thì ngộ lắm, Như Lai thấy tôn vậy đó. Mà nếu cái nào không dĩ cứ hỏi, cứ chơi thẳng thừng. Nếu Như Lai sai thì Như Lai không còn là Như Lai nữa, không có sao hết. Còn nếu Như Lai là đến giác ngộ vô thượng Bồ Đề thì Như Lai sẽ dạy cho mà học để mà nhờ. Còn nếu như không nghe không nhờ cũng không sao hết. Hôm qua có một huynh đệ nào gọi điện thoại hỏi tôi, hỏi mà hỏi bằng điện thoại di động, hỏi kiểu đó tôi nói chết tiền hết chịu không có nổi. Hỏi nó có ông thiền sư kia ông dạy pháp tu thiền như vậy, rồi ngồi tu như vậy rồi mình sẽ thấy
mình đi cõi này cõi kia, rồi mình phải ngồi, có những lúc mình là phải biến mình nó thành là hoàn toàn không biết gì hết, không nghe gì hết, mà trong mình cái con người mình nó phải cứng như là đá như gỗ vậy á. Tôi giải thích, tôi nói cái mà của tôi giảng kinh của tôi thì nó không phải vậy ha. Ai là người hằng ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong ước vô sanh, vô niệm vô sanh là cái ước mơ cuồng vọng ảo quyền rất quan uổng quá đáo của kiếp người tràn đầy linh động. Để trách nhiệm xin hỏi ông Robo, người mái quả bồ đề bao năm tháng nữa ông thành, nếu mà ngồi nó cứng chân như là gỗ đá vậy đó, thì về cứ hỏi ông Robo đi, coi chừng nào bao năm tháng nữa ông thành. Hỏi là hỏi vậy thôi, chứ hỏi là trả lời rồi. Ai đủ sức can đảm để chờ ông giải đáp, ông làm gì mà ông thành Phật được? Cái thứ Robo, cái thứ tượng đồng, tượng đất, tượng gỗ à. Thế thì là huynh đệ nè, tôi nói đừng hỏi nhiều, hỏi nhiều tốn tiền uổng lắm. Mà bây giờ nếu mà cần trả lời á, thì tôi nói vậy, bây giờ trong đó có hai thằng khùng, thằng khùng A, thằng khùng B. Thằng khùng, thằng A nó nói thằng B là khùng, thằng B nó nói thằng A là khùng. Thế thì ông muốn theo khùng nào? Ông theo bọc thằng trong hai thằng, đừng có nói lâu thôi. Không. Cho nói với cái ông đó đó, nó cũng nói tự thông là khùng. Tự thông dạy tu kiểu tự thông cũng khùng. Còn tự thông mà nói cái thằng đó cũng là cái thằng khùng. Thế thì hai thằng khùng hết. Chứ đâu muốn theo khùng nào đâu, theo một trong hai thằng. Đừng hỏi nữa, hỏi nữa tốn tiền điện thoại lắm. Vậy thôi, tôi chấp nhận mà. Bởi vì cái ông kia ông nói là tôi là khùng chứ gì, là vì tôi dạy cái của tôi, tôi truyền đạt không giống với ông nói tôi là khùng, tôi dạy bậy ha, khùng. Thế là tôi cũng nghe qua ông, tôi nói ồ đó cũng khùng. Thế thì hai khùng, ông chồng một tôi hai thằng hết. Chứ giờ tôi nói ông nghe, ông đeo ra rồi kia ông hỏi tôi, rồi ông đem cái tôi thấy bên kia, rồi ông nói tự ông quyết định thì ông hỏi tôi chi. Thế thì bây giờ tôi xác định với ông là hai khùng. Chứ tôi cũng chẳng nói tôi là cái ông gì hả, tôi có nói nó cũng không tin được. Trời ngoại đạo tà kiến mà làm sao gặp Như Lai Thế Tôn nó tin được. Tôi nói ví dụ như là Osama Bin Laden mà làm sao mà gặp Như Lai Thế Tôn mà nó tin được. Nếu nó tin được là nó không bắn tượng ổng. Phải không? Mà nó bắn tượng ổng, tượng mấy ngàn năm rồi mà nó bắn, có nghĩa là làm sao mà nó tin Như Lai Thế Tôn được. Nhất vấn đề rồi thì làm sao nó tin được. Cho nên giờ hai khùng thì ông muốn chọn thằng nào ông theo, nào ông theo. Thành ra tôi nói với đại chúng là mình học Phật rồi nó cởi mở vô cùng, nó khoan hồng độ lượng vô cùng. Hỏi tôi vậy mà tôi nói tôi là một khùng trong hai khùng, đừng hỏi nữa, hỏi tốn tiền điện thoại tội nghiệp ông. Vì quan điểm của tôi, quan điểm của ông kia là hai cái nó đối lập nhau hoàn toàn khác. Khi không vậy à, tôi buông buông về, tôi trở thành một trong hai khùng vậy hả? Mà tôi không có gì buồn hết á. Tôi tự cho biết rằng một trong hai khùng. Ông chọn thằng nào, ông muốn theo khùng nào ông theo. Bởi vì tôi có trốn, tôi nói tôi là ông thiền hiền thánh gì đó, thì cái ông cái cha A kia nó cũng nói B là khùng rồi. Còn ngược lại là B đây thì nghe cái lý thuyết của A kia không xong, A cũng nói khùng rồi. Thế thì hai thằng khùng, tự mình chọn một. Nó quan mạng hết đấy, thì không mình trở thành khùng. Trước khi nói vậy là cười khả khả là mới nói. Không sao hết á. Nhưng mà nói như vậy, tại sao nói vậy được, tại sao dễ dàng vậy? Là tôi nói các vị nghe,
kim cương mà các vị đem mà giải với sông Như Lộc này nè, giải xuống một nắm đi, bỏ đó 10 năm, 5 năm sau, nếu mà người ta tìm, người ta biết được là có người giải kim cương ha, rồi người ta sẽ lấy rổ mà người ta đãi, rồi người ta mò vàng mà các vị đi chìm tàu chết vào biển á, cách đây mười mấy năm rồi mà bây giờ một lần 40-50 người vậy, người ta làm một cái lưới giống như cái lưới cào ốc gạo hồi xưa vậy đó, cái lưới nhỏ mà còn có cái vành bằng sắt, rồi người ta bỏ cái vành đó, cái bộ cào đó, ta cào vô, người ta kéo đi để nếu mà có cái khâu vàng nào trong đó đó thì người ta lượm vàng. Bây giờ đây là ngoài Long Hải này. Đó. Cho nên nếu là vàng thiệt á thì dầu cho có chìm ở dưới đó mấy mươi năm nữa, sau này cũng có người đi tìm bòn từ cái hộp xoàn, từ cái khâu vàng. Còn nếu nó là đá sỏi ha, là đá trứng, là gạch vụn ha, thì anh có đem anh cất anh trưng gì trong nhà anh đi nữa, rồi nó cũng là đá sỏi. Vì vậy mà vàng thiệt hay là kim cương thiệt á, người ta sẵn sàng và chấp nhận, nó cần anh cứ ném, ném đi không, chỗ rạch cũng được gì đó, nhưng mà rồi nó cũng là kim cương thôi. Vì thế cho nên nghe là khi không về tự mình đưa mình vô, mình mà mong cùng trong hai cục, không có gì trở ngại hết. Chứ người thường ta đâu có chịu, ta nhất định là ta bảo thủ cái lý lẽ của người ta, phải theo tôi như thế này thế kia thế nào, không cần. Phật dạy này thiện nam tử, Phật pháp sâu nhiệm khó hiểu, Như Lai không có ưu bi khổ lạc, mà đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, hiện có ưu bi và coi tất cả chúng sanh như la hầu la vậy. Cho nên cái này trong kinh nó có cái từ thị hiện là vậy đó, như là tánh Phật, tánh là cái tánh thanh tịnh ví như ánh sáng mặt trời vậy, cho tất cả mà không dụng ý cho ai hết. Cho nên gọi là thương tất cả chúng sanh, tìm mọi cách giáo hóa chúng sanh, gọi là thương mới làm vậy. Nhưng mà kỳ thật không hề có thương ai hết. Nếu Như Lai mà thật sự còn có thương là bị cái ông đại ca Diếp này một trận này là coi như tước cái quyền giác ngộ giải thoát của Như Lai đấy. Như Lai phải không thương. Thương đó là thương thi hiện, thương đó là nói thương vậy thôi. Chứ còn nếu mà chúng sanh nào không nghe nhất sự đề, cứ làm theo kiểu nhất sự đề, mà Như Lai không hề có trách móc, có chê bai gì cả. Anh nhất sự đề, anh cứ nhất sự đề. Anh bắn tượng Như Lai, anh cứ bắn tượng Như Lai, rồi anh sẽ lấy hậu quả, mà không phải Như Lai trả thù. Tại vì anh không chấp nhận ánh sáng mặt trời, tại vì con mắt anh bệnh, anh không mở ra được trước ánh sáng, thì anh phải chịu trong bóng tối thôi. Cho Như Lai chẳng cần trả thù anh đâu. Anh không muốn nghe chân lý, anh không muốn thấy cái gì có tương quan với chân lý, thì anh phải sống trong vô minh dày đặc, rồi anh sẽ gánh lấy cái hậu quả do anh làm. Đấy, cho nên Như Lai nào có phiền muộn gì đâu. Và Như Lai dạy dỗ chúng sanh vậy, mà Như Lai nào có yêu có thương gì đâu. Không yêu thương gì hết, mà là yêu thương tất cả. Này Việt Nam tử, ví như nhà ảo thuật làm các thứ lâu đài, nhà cửa bắt nhốt mổ thả, mở thả, thậm chí giết người, rồi lại hóa ra vàng bạc chim cá, nhưng tất cả đều không có cái tấm chân thật. Cũng như vậy, Như Lai thị hiện ưu bi khổ não tùy thuận thế gian mà không có chân thật. Như Lai đã chứng nhập đại niết bàn, làm gì còn có ưu bi khổ lạc được nữa. Nếu người nào đó nói rằng Như Lai chứng nhập niết bàn là vô thường, nên biết người đó có ưu bi khổ nào. Đấy, cho nên coi chừng á, đừng có nói Như Lai nhập niết bàn là khổ sở. Cho nên chính cái bộ kinh này đây nè, tôi đọc hết rồi, tôi khúc sau này tôi sẽ phản đối và tôi sẽ viết cái quan niệm của tôi.
Tràng ơi, ông Đức Phật sắp nhập Niết Bàn vậy, có những cái số nhào lăn ra khóc lóc gần như chết vậy. Cái ông nào mà dứt kinh như vậy là phản bội Như Lai đâu có được. Cả cuộc đời Như Lai là cái đấng kim khẩu của Như Lai, nói ra là ta giác ngộ, ta nhẹ nhàng giải thoát lắm chứ. Nghe Như Lai nhập Niết Bàn rồi cái dãy ra chết à, khóc lóc và than thở rồi đập đầu rồi đấm ngực rồi dãy dụa, nói như vậy đâu có được. Đừng phỉ báng Như Lai bằng kiểu đó. Chưa kể là nói rằng là Như Lai dặn dò, phải dặn, phải tận liệm Như Lai theo cái nghi thức của chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là cái gì mà phải làm như vậy mới quý? Nói bậy hết sức. Cho nên là sau khi mà các vị, nếu mà tôi còn sống cho tới ngày tôi giết được rồi bộ Niết Bàn này, tôi sẽ giết là bao nhiêu trang để tôi nói về, tôi phân tích về những cái nói bậy của những cái người mà ham đám ma lớn, những người ham tháp cao, những người ham cái tình thương dụng vật ha, tôi sẽ giết hoàn toàn cái tư tưởng tôi để tôi phê phán. Mấy người muốn tận liệm đồ quý, mấy người nói Như Lai cũng muốn vậy. Mấy người muốn cái tháp lớn, mấy người cũng nói Như Lai hồi đó Như Lai dặn phải làm tháp lớn. Trời, mấy người muốn đệ tử phải kể lễ khóc than, phải để từ 7 ngày tới 10 ngày. Mấy người nói như là đệ tử cũng thương tiếc Như Lai ghê lắm, không muốn chôn, không muốn chôn để hửi cái thúi hả? Thúi vậy đã ngon lắm hả? Trời, không bao giờ tôi chấp nhận. Chết trước thì thôi, ai làm chết cũng được, mà chưa chết giết rồi bộ kinh này sẽ có ý kiến của mình. Đọc cái đó ngứa cái lỗ tai hết sức. Nó ngứa mắt, nó ngứa lỗ tai. Nhưng mà giờ chưa tới cái lúc giết, mình mới đang giết cái để nó phục vụ đây nè, ở không đâu mà giết cái kia. Chỉ có người nào trái lại người nào nói Như Lai nhập Niết Bàn, nhưng Như Lai thường trú không có biến hoại, nên biết người này không còn có ưu vi. Hàng phàm phu và nhị thừa khó mà biết được, bởi vì người bậc hạ biết được cái pháp của bậc hạ, không biết được cái pháp của người bậc trung. Người bậc trung biết được cái pháp bậc trung mà không biết được cái pháp của người bậc thượng. Người bậc thượng thì biết cả pháp của bậc trung và bậc hạ. Do nghĩa đó cho nên hàng thanh văn duyên giác chỉ biết ngang chừng bậc của mình. Như Lai thì không như vậy, biết rõ bậc của mình và biết rõ cả những cái bậc khác. Vì thế Như Lai được gọi là bậc vô ngại trí, tùy thuận theo thế gian mà hóa hiện. Kẻ phàm phu nhìn Như Lai qua nhục nhãn, họ cho là Như Lai có ưu bi thật. Với căn cơ trình độ ấy mà muốn biết hết vô ngại trí vô thượng của Như Lai đều không thể có được. Cho nên là hàng nhị thừa, tức là cái hàng tiểu học ha, hàng học bán tự giáo không hiểu được cái của Như Lai đâu. Do lý lẽ đó, pháp ngã khác pháp vô ngã, khác pháp thường khác pháp vô thường, khác pháp khổ khác pháp lạc khác. Đây gọi là điểu dụ. Chim qua hơn, chim ca lân đề. Đây gọi là điểu dụ. Nó liên kết nhau. Mà thấy được chân lý thường thì biết được chân lý lạc ngã tịnh, mà thấy được cái chân lý vô thường khổ vô ngã bất tịnh thì nó cũng tương quan nhau vậy. Do cái trình độ anh học bán tự giáo hay là anh học mãn tự giáo. Điều dụ để nói là cái đó. Hãy thường thì lạc, thường lạc thì ngã tịnh, hãy vô thường thì khổ, vô thường khổ thì vô ngã bất tịnh, ví như chim quan ương và chim canh lân đề.
Cho nên nếu anh đọc Bán Tự Giáo, Giáo Lý Tiểu Thừa thì anh hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Mà anh đọc Đại Thừa, Bán Tự Giáo thì anh sẽ hiểu được thường, lạc, ngã, tịnh. Nó gắn liền với nhau như vậy. Đó gọi là điếu dụ. Này Thiện Nam Tử, Phật Pháp cũng dường như hai cái thứ chim Quan Ươn và Ca Lân Đề vậy. Mùa thạnh hạ nước dâng lên, lựa chọn gò nóng cao làm ổ để cho con chúng ở. Ở bên Ấn Độ nó có ba mùa thôi. Mùa hạ thì cái mùa nước nổi dưới ông mình đó. Giữa mùa hạ ta gọi là thạnh hạ, việc đã ổn rồi, sau đó chúng nó mới trở về chốn cũ mà ưu du an ổn không vong. Cái loại chim này nó độc đáo vậy. Cái mùa hạ, cái mùa nước dâng thì nó tìm đồi cao gò nóng, nó làm ổ nó để trứng. Mà cái loại chim này là cái trứng nó không có ấp như các con chim khác, cái kiểu giống như rùa vậy đó. Rùa tới cái lúc mà nó cần đẻ trứng là nó tìm cái bãi biển nào đó, nó lên cái nó bơi bãi biển ra cát, nó đẻ trứng ở dưới, một con đẻ 6 trứng, 8 trứng, 12 trứng ha, đẻ xong rồi nó lấp đó. Lấp đó thì tới mấy mươi ngày đó ha. Đúng vậy, do ánh sáng mặt trời, do cái nước âm mỹ ủ, nó ấp ủ nó rồi tự nó nở ra. Nở ra mà cái mùa mà nó đẻ là nó cái vùng biển mà thích hợp đó, nó đẻ tôi chừng nở ra không biết bao nhiêu ngàn con. Tự nở rồi tự xuống chạy xuống biển à. Thế thì cái loại chim này cũng vậy, nó không có ấp, nó làm ổ chỗ gò cao đàng hoàng, nó khôn giống nó dạy. Làm ổ xong để đó rồi thì nó đi tìm cái chỗ, nó về cái chỗ, cái vùng an ổn của nó mà nó ưu du tự tại thông dong. Còn con nó thì tới chừng mà nở rồi tự, tới chừng có lông có cánh đủ rồi thì tự sống cái kiểu như rùa vậy. Nên là Như Lai xuất thế giáo á, làm cho chúng sanh đều được trụ ở nơi chánh pháp, như chim kia lựa gò cao mà lót ổ cho con chúng nó ở vậy. Như Lai làm cho chúng sanh đều được giải thoát, việc làm đã xong bèn nhập đại niết bàn, như chim kia bay về chốn cũ mà ưu du an ổn vậy. Học cái này nè, cho nên là các vị tiền bối người ta sáng tác cái bài Tấm Phật đó là dựa vào cái tư tưởng kinh này nè. Tỳ gia thành lý bất tặng, sanh mà ta la thọ gian bất tặng, diệt bất sanh bất diệt lão cồ đàm. Như Lai kháng kiến, ngã kêu kháng kiến trùng thêm tiếc, kiên triêu chánh thị tứ hoạt bát. Ai mà thấy Như Lai mà tháng tư, mùng 8 tháng tư hay rằm tháng tư bây giờ ha, mà Như Lai mới sanh á, đó là cái người đó là bị bụi nó rớt vô con mắt rồi, có cái bài ghê rúng nè. Người đó bị bụi rớt vô con mắt rồi, nhìn không còn thật rõ được nữa, cho nên nhãn trung kháng kiến trùng thêm tiếp, con mắt bị bụi rớt, bị mổ lần thứ hai rồi bị bụi rớt vô, không nhìn rõ sự thật, cho nên mới thấy rằng kim triêu chánh thị tứ hoạt bạc, tịnh phản dương cung sanh tất đạt. Mới thấy rằng là ngày mùng 8 tháng 4, hồi xưa được gọi mùng 8 tháng 4, bây giờ là có cái hội nghị gọi là Phật giáo thế giới, họ quy định lại là cái ngày rằm. Chứ còn sách vở thì từ cả ngàn năm nay mà mình ảnh hưởng Trung Quốc hoàn toàn đó ha, thì ta gọi là ngày mùng 8 tháng 4, ngày Phật đản. Chứ còn cái người mà con mắt mà không có bị mổ lần thứ hai, không bị bụi rớt, là tỳ gia thành lý bất tàng sanh, ta la thọ gian bất tàng diệt. Hiểu như vậy là cái người hiểu kinh Đại Bát Niết Bàn, hiểu như vậy là cái người hiểu Như Lai tánh, hiểu như vậy là cái người hiểu được pháp thân thường trụ của Như Lai.
Còn hiểu mà Như Lai nhập cái bàn người ta la sông Thọ rồi khóc lóc rồi ngã tử rồi đâm ngực rồi bứt tóc rồi. Là nói cái đó không trúng đâu. Nói đó rất tầm thường. Nên Như Lai mà bây giờ gọi là nhập lại nước bàn đó mà. Giống như là chim ca lăng đề, chim quan ương, bay về chỗ cũ mà ương du tự tại chứ, chứ có mất ở đâu. Cái chỗ gò cao, chỗ đồi nóng mà chim nó đẻ trứng đấy, nó vắng mặt ở đó. Nó không có ở đó nữa. Nhưng mà không phải là nó chết. Nó bay về cái chỗ nó cần an trụ mà nó trụ, nó thông dong tự tại ở cái chỗ của nó. Chim quan ương và chim ca lăng đề là vậy. Như Lai dạy chúng sanh xong rồi, công việc xong rồi là Như Lai nhập đại niết bàn. Thành ra nhập đại niết bàn như con mắt của phàm phu thấy như giống như là Như Lai chết rồi, chứ kỳ thật không có. Ta là thời gian bất tận diệt. Nói như vậy có nghĩa là cái người học đạo phải thấy được cái Như Lai tánh, cái pháp thân Phật, phải học cái đó. Còn như cái ứng thần Phật Thích Ca đó thì thấy có sanh có diệt, vậy là chưa thấy Phật. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất đăng kiến như Như Lai. Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như hiện hữu tồn tại bất sanh bất diệt vĩnh cửu. Nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược lai, nhược khứ nhược tọa nhược hòa, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tụng lai, diệt vô sở khứ. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, người đó không hiểu gì về Phật, không hiểu gì về Như Lai. Như Lai là vô thủy vô chung, không cái chỗ gọi là từ, mà cũng không có chỗ gọi là chấm dứt, không có đầu mối, cũng không có cuối cùng. Như Lai tánh Phật tánh là cái đó. Mà Phật dạy rằng trong con người của mỗi người của chúng ta đều có Như Lai tánh, có Phật tánh. Cũng như lửa khắp không gian này nè, mà thấy đủ điều kiện thì lửa nhập vô, mà nếu không đủ điều kiện, không đáp ứng lại thì cái này không hề có lửa. Không hề có lửa như vậy không có nghĩa là tại đây không có lửa, mà tại vì là nhân như vậy, duyên như vậy, nó ra cái quả như vậy, báo như vậy, là cái kính này chỉ để rọi coi chữ mà thôi, tìm lửa không có. Nhưng mà đủ cái nhân cái duyên của nó thì ứng sở trị lượng tuần nghĩa pháp hiện đàn. Cho nên cái Như Lai tánh là y như cái lửa này vậy. Ai biết sử dụng Như Lai tánh thì Như Lai tánh của chúng ta hiện ra. Ai biết hưởng cái nước bàn, cái tự tánh sanh tịnh nước bàn, hưởng cái tự tánh sanh tịnh bồ đề của mình thì bồ đề nước bàn của mình nó hiện ra. Còn như không biết sử dụng, đem cái quẹt này mà cột trên cổ của một con voi hay là một con cừu ha, hàng tỷ năm không bao giờ có lửa gì hết, truyền kiếp này qua kiếp khác mà không hề có lửa. Ngược lại gói một cái thuốc ba số, bỏ cái quẹt này vô cột trong cần cổ của anh nghiện thuốc ha, 15 phút sau biểu anh đừng có mở cái này ra ha, mà tới chừng anh nghiện rồi á là anh cũng bất chấp, anh mở ba số anh lấy ra anh làm liền ha. Là tại vì ứng sở trí lượng tuân nghiệp phát hiện. Anh cần lửa, anh hút thuốc thì mới có lửa, chứ con voi hay con cọp hay con khỉ mang trong cần cỏ hàng triệu năm vì nó không cần lửa cho nên không hề có lửa. Như là tánh của chúng ta cũng vậy. Người nào có giác ngộ, có chánh niệm, có chánh quán, có chánh tư duy, có cái đức tin tam bảo thì Như là tánh Phật tánh sẽ có với người đó, sẽ hiện hữu.
Tôi nghe cái câu này tôi hết sức sung sướng. Như là giống như là chim quan ương vậy, lựa gò cao mà lót ổ cho con chúng nó ở, như là làm cho chúng sanh đều được giải thoát. Việc làm đã xong bèn nhập đại nước bàn, như chim kia bay về chốn cũ mà ưu du an ổn. Rồi làm việc xong rồi thì về chốn cũ mà ưu du mà an ổn, nó sung sướng vô cùng, nó nhẹ nhàng vô cùng. Này Thiện Nam Tử, như thế đấy, Như Lai gọi là pháp khổ khác, pháp vui khác, tức là pháp khổ khác, pháp lạc khác, pháp thường khác, pháp vô thường khác, pháp ngã khác, pháp vô ngã khác, mình phải nói vậy đó. Những hành pháp là khổ, niết bàn là vui, vi diệu bậc nhất. Vì đã phá hoại tiêu vong hết các hành pháp rồi, cho nên cái câu này nè, trong kinh Phẩm Thánh Hạnh, là Phẩm Thánh Hạnh nói về cái ông mà cái ông tiên, ông tu hành tiền thân của Phật đó mà, nghe được cái câu kinh là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, các hành pháp đều vô thường vì nó là pháp sanh diệt. Nghe rồi cái tỉnh ngộ vui quá, mới đi tìm cái người bất cứ bằng gia nào để học hai câu thêm nữa, bởi vì bài kệ là thường thường là bốn câu. Thế thì là học hai câu sau đó với một cái người ác quỷ mà ăn thịt người, uống máu nóng của con người. Cái điều kiện như vậy thì là mới nói cho hai câu kệ sau. Thế là cái người tu này, cái vị tiên nhân tu học đại thừa, ham mộ đại thừa này, bằng lòng học được hai câu đó. Với điều kiện là nói cho tôi nghe, tôi học tôi thuộc rồi, rồi tôi chép ở trên đá ha, tôi để lại cho đời, rồi tôi sẽ bằng lòng làm cho ông ăn thịt tôi cúng dường cho ông. Cái ông kia nó đòi cái điều kiện ác ôn nữa chứ, nói ta thì ông nhà ngươi chịu có đó thì cũng được, nhưng mà điều ta già rồi, răng cỏ xíu xáo hết trơn, mà muốn cúng dường mà muốn chịu điều kiện của ta đó thì là phải leo lên ngọn cây cao đó, rồi buông tay xuống để cho nó mềm, nó rớt xuống nó dập nó mềm rồi ta mới ăn mới được. Thế là cái ông tiên này ông cũng chịu. Học sâu xong rồi thì hai câu đầu, chí hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ là tịch diệt di lạc. Nhưng mà các bậc xưa người ta dịch tôi nghe tôi khổ sợ quá, người ta dịch là các cái hạnh là vô thường, là pháp sanh diệt, sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui, sanh diệt diệt rồi, sanh diệt diệt rồi, sanh thì diệt rồi, còn diệt diệt rồi là sao? Diệt mà diệt rồi là sao? Lấy cái gì mà diệt rồi? Rồi tịch diệt là vui đó, hả? Thành ra là cái câu đó mà mấy mươi năm trời tôi mới là ở trong cái đạo này nè, trong đạo Phật mấy mươi năm tôi mới là dịch đổi những câu đó một cách là rõ bông, là các hành pháp đều là pháp vô thường, nó vì nó là pháp sanh diệt, mà diệt đi cái ý niệm sanh diệt thì được cái vui tịnh tịch diệt. Để dịch vậy đó, cho nên là bây giờ đây nè, trong chúng ta đây nè, diệt đi cái ý niệm sanh diệt có nghĩa là chúng ta phải thấy được cái tính chất thường lạc ngã tịnh, từ hiện tượng vạn pháp cho tới bản thể của vạn pháp, từ đó chúng ta diệt cái ý niệm sanh diệt. Nghĩa là sanh không thật, sanh thì diệt cũng không thật, diệt mà sanh rồi phải diệt, mà diệt rồi để sanh trở lại chứ không bao giờ mất. Vì sao vậy? Vì thân ngũ quẩn phù hư không, cứ lai tam độc thủy bào hư xuất mộc. Gọi là cái tâm ngũ quẩn đó mà,
thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán, diệt rồi sanh trong vũ trụ bao la, sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Cho nên diệt đi cái ý niệm sinh diệt, đừng xài nó, thì mình sẽ có cái vui tịch diệt. Đấy, còn nó hay như thế đấy. Cho nên dịch mà không hay là không lột được cái ý nghĩa của kinh. Cho nên pháp vừa là những cái hành pháp là khổ, niết bàn là vi diệu bậc nhất, vì đã phá hoại hết, tiêu vong hết các cái hành pháp rồi. Với cái niệm sinh diệt của hành pháp là mình có cái vô tịch tịch diệt. Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, tại sao chúng sinh chứng được niết bàn gọi là an vui đệ nhất? Phật dạy thiện nam tử, đúng như lời Như Lai đã dạy, các hành pháp hòa hợp gọi là pháp lão tử ưu bi. Tinh tấn không phóng dật, đấy gọi là cam lồ. Phóng dật chẳng tinh tấn, đây gọi là tử cú. Nếu người không phóng dật thì được cái chỗ bất tử. Những kẻ phóng dật kia thường vướng vào tử lộ. Cho nên là tôi có đạo Phật là để ý hai cái chữ phóng dật cũng quan trọng lắm. Đừng phóng dật. Phóng dật nó có ba thứ: thân phóng dật, khẩu phóng dật, ý phóng dật. Cho nên là phải giữ gìn thân, khẩu, ý, tam nghiệp. Nó biểu lộ những cái thái độ phóng dật, lời nói phóng dật, ý nghĩ phóng dật qua thân, miệng và ý. Mà để ý mà kiểm tra thường xuyên được thì mình xa lìa phóng dật thì mình sẽ có được an vui. Hết giờ ta ngừng ở đây vậy. Chúng ta còn học không có mấy bữa nữa đâu ha. Cái ngày mùng 8 tháng chạp âm lịch là ngày học cuối cùng. Mà tôi nghe cái ông Đạo Minh Đức nè, hình như ông muốn có một cái dịp mà thăm tôi. Mà tôi thì ngại rằng các Phật tử mà cái mùa Tết này á, ngày làm tháng ăn phải không, mà mời mọc mà rủ rê mà tuyên truyền để cho người ta đi, ta vì thầy mà đi thăm á, mà ăn vừa bữa giỗ lỗ bữa cài đó, thì ý tôi không bao giờ muốn. Thế thì nhưng mà ông Đạo Minh Đức này là ý ông muốn. Ông nói rằng là ông sẽ nói với mọi người rằng ai rảnh rỗi mà có cái tâm muốn đi thì đi, còn bằng không thì không có cái gọi là khuyến cáo hay lễ bổn gì hết. Nhưng mà ý Minh Đức là như là muốn định là nói với tôi là cái ngày 14 tháng chạp âm lịch á, đi ngày đó chứ không phải là đi cái ngày mùng 8. Cái ngày mùng 8 là ngày ta còn học một bữa nữa, rồi sẽ nghỉ tất niên vào ngày mùng 8. Thế thì là cái việc các vị nên lưu ý rằng là đi là không được có thu đi khổ não. Còn nếu có cái gợn nào ưu bi khổ não thì không đi, đừng đi ha. Chớ giờ thầy cản thì cũng không được, cũng không muốn cản, mà mời thì cũng không mời. Xin đại chúng biết như vậy. Bên này có cô Diệu Nhẫn đi nghe giảng đây không ha? Không có thôi. Không có thôi. Thôi được rồi, hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo.
đạo do